Cuộc sống ở khu cách ly tại thành phố Hồ Chí Minh, tại thành phố Hồ Chí Minh, xuất ăn cho người cách ly và nhân viên y tế tại Bệnh viện Giã Chiến Củ Chi. Được miễn phí hoàn toàn, trung tâm cách ly tập trung của quận 7, người đang theo dõi sức khỏe phải trả chi phí khẩu phần ăn. Theo tìm hiểu của phóng viên, tại thành phố Hồ Chí Minh xuất ăn cho người cách ly và nhân viên y tế. Tại Bệnh viện Giã Chiến Củ Chi do Ban Quản lý Khu Di tích Lịch sử Địa đạo Củ Chi cung cấp. Người dân được miễn phí hoàn toàn, trong khi đó, người đang theo dõi sức khỏe tại trung tâm cách ly tập trung của quận 7 vẫn phải thanh toán chi phí khẩu phần ăn hàng ngày, bà Bùi Thị Ngọc Hiếu, phó chủ tịch ủy ban nhân dân quận 7 cho biết theo thông tư 32 của Bộ Tài chính, những trường hợp nhiễm dịch bệnh mới được điều trị và cung cấp suất ăn miễn phí, quận cũng muốn được cung cấp suất ăn miễn phí cho những trường hợp đang được cách ly tập trung trong vòng 14 ngày. Nhưng đến nay vẫn chưa có văn bản hướng dẫn cụ thể về việc này, vì thế, trước mắt các trường hợp cách ly vẫn phải tự túc kinh phí. Quận sẽ đảm bảo suất ăn theo nhu cầu, chúng tôi sẽ ghi lại thông tin của người dân, nếu sau này thành phố Hồ Chí Minh có quyết định hỗ trợ thì quận sẽ liên hệ hoàn trả. Bà Hiếu cho biết theo tìm hiểu của PV Thanh niên tại trung tâm cách ly tập trung của quận 7. Vào cuối buổi chiều hôm trước, nhân viên y tế gửi thực đơn của cơ sở nấu ăn đến từng phòng để những người được cách ly chọn món. Ai muốn chọn món ăn của cửa hàng khác cũng được ghi ra để nhân viên đi mua vào hôm sau, khẩu phần trung bình của người được cách ly khoảng 150. 000 đồng một ngày cho 3 bữa ăn, các trường hợp có nhu cầu khẩu phần ăn nhiều hơn thì thanh toán chi phí nhiều hơn. Một số trường hợp đặt thêm các món ăn bên ngoài rồi giao tới trung tâm, nhân viên cũng hỗ trợ mang vào. Nhưng quận không khuyến khích do chưa kiểm soát được khâu an toàn thực phẩm, riêng đồ dùng cá nhân quận đang cung cấp miễn phí các vật dụng hàng ngày theo tiêu chuẩn chung dành cho người cách ly. Như, khăn mặt, bàn chải đánh răng, kem đánh răng, nước rửa tay, các phòng đều được gắn tivi. Bình nước uống nóng lạnh, nhà tắm có bình nóng lạnh, hai máy giặt, hai máy sấy, quận 7 cũng cung cấp quần áo hàng ngày cho người cách ly để kiểm soát nhiễm khuẩn. Ra trải giường và mền được nhân viên y tế gom lại giặt, quận 7 cũng khuyến cáo người dân hạn chế mang các vật dụng vào khu cách ly. Còn bác sĩ Trương Thanh Trung, trưởng phòng y tế quận 2 thành phố Hồ Chí Minh cho biết hiện quận 2 có 15 ca cách ly. Theo dõi tại nhà có 3 ca cách ly tập trung, ngoài ra còn có 4 người Hàn Quốc đi du lịch cũng được cách ly tập trung. Cũng theo bác sĩ Trung, quy định cho phép một bữa ăn của một người là 40.000 đồng, với người nghèo có xác nhận thì miễn phí. Còn không thì đóng tiền, bà Đinh Thị Liễu, trưởng phòng kế hoạch tài chính Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh cho biết thêm Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh sẽ làm việc với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hồ Chí Minh bổ sung thêm trong thông báo cho các khu cách ly về vấn đề người đang cách ly muốn có suất ăn thêm để người có nhu cầu ăn uống khác lựa chọn ngoài phần thức ăn thành phố Hồ Chí Minh cung cấp. Mặt khác, người nhà cũng có thể gửi đồ ăn vào theo giờ rất quy định nhưng không được tiếp xúc với người cách ly. Hiện thành phố Hồ Chí Minh có hai người nghi ngờ mắc bệnh đang chờ kết quả xét nghiệm, 272 người đang được cách ly tại khu cách ly tập trung. Trong đó 218 người tại khu cách ly tập trung của thành phố Hồ Chí Minh tại huyện Củ Chi, 43 người tại huyện Nhà Bè, 11 người tại quận 7, ngoài ra còn 171 người đang tiếp tục được theo dõi tại các cơ sở cách ly tập trung của quận. Huyện 290 người đang tiếp tục được theo dõi tại nhà.